Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đang tạm giữ Trần Thị Thu 43 tuổi, ngụ tỉnh Bến Kinh Hải, để điều tra hành vi đánh cắp tài sản. Kinh Hà thông tin ban đầu, ngày 14 tháng 10, ông 36 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, đi đến quán nước ở khu phố 4 phường An Hòa để uống nước. Tại đây ông quy thỏa thuận với Thu ma sát Kinh Hải kết dục. Trong lúc đang ma sát Kinh Hải cho khách, Thu đã lấy trộm số tiền 38 triệu đồng để trong túi quần của ông cuộn ông quận kiểm tra thấy mất tiền nên báo công an qua điều tra công an thành phố biên hòa đã cầm khẩn cấp thu